tình báo Mỹ phát hiện bí mật của Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản đã kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt đàm phán với Moscow trong bối cảnh Nga được cho là đang quan tâm đến việc mua đạn pháo của Triều Tiên. Nhà Trắng hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 8 cho biết họ có thông tin tình báo mới cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi thư từ khi Nga đang tìm cách mua vũ khí của Triều Tiên cho cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã nêu chi tiết phát hiện mới nhất chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng cho biết họ xác định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm gần đây tới Bình Nhưỡng đã kêu gọi các quan chức Triều Tiên tăng cường bán đạn dược cho Moscow để phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Kirby cho biết Nga đang tìm kiếm thêm đạn pháo và các trang thiết bị cơ bản khác để củng cố khả năng quốc phòng của mình. Vị quan chức Mỹ nói thêm rằng các bức thư chỉ ở mức độ bề nổi, nhưng các cuộc đàm phán giữa Nga và Triều Tiên về việc mua bán vũ khí đang tiến triển. Ông cho biết các nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên đã trao đổi thư từ sau chuyến thăm của Đại tướng Shoigu. Theo quân đội Hàn Quốc, ngay trước khi Nhà Trắng công bố thông tin mới về cuộc đàm phán vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này. Vụ thử tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều ít nhất một máy bay ném bom tầm xa tới bán đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh chống lại Triều Tiên. Vào tháng 3, Nhà Trắng cho biết họ đã thu thập thông tin tình báo cho thấy Nga đang tìm cách đạt được một thỏa thuận đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên, trong đó Moscow sẽ cung cấp cho Triều Tiên thực phẩm cần thiết và các hàng hóa khác để đổi lấy đạn dược từ Bình Nhưỡng. Cuối năm ngoái, Nhà Trắng cho biết họ đã xác định rằng tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga, đã nhận một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để chiến đấu ở Ukraine. Cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận các cáo buộc của Mỹ về vũ khí. Triều Tiên đã đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh rằng chính sách bá quyền của phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã buộc Moscow phải hành động quân sự để bảo vệ lợi ích an ninh của mình. Tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư ngày 30 tháng 8, Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản đã kêu gọi Triều Tiên dừng các cuộc đàm phán vũ khí với Nga. Trong một tuyên bố chung, bốn nước cho biết bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Nga và Triều Tiên đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Nga hậu thuẫn, cấm tất cả các nước mua hoặc nhận bất kỳ loại vũ khí nào từ Triều Tiên.